Phạm Thị Ngọc Hân, mình đến từ lớp thú y khóa 14 trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Hôm nay mình xin giới thiệu một quyển sách mà mình đã đọc và bị thu hút ngay từ lần đầu tiên bắt gặp quyển sách này. Các bạn thân mến, một đời người ai mà chẳng có tuổi thơ của riêng mình. Người thì tuổi thơ gắn bó với thầy cô, gia đình, bạn bè. Người thì tuổi thơ gắn bó với bạn bè, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Những lần trốn học bị đòn roi, dù sao đi nữa thì đó cũng là những kỷ niệm đẹp đẽ, rất đáng để trân trọng. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quyển sách này nhé. Quyển sách này được mang tên là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ông là nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam, có rất nhiều sách viết về tuổi mới lớn. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một trong những sáng tác thành công của ông và đạt được giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Đối với tôi, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không hẳn là một tác phẩm văn học mà là một bộ phim ngắn kể về tuổi thơ của chính tác giả, của chính tôi và cũng có lẽ là chính các bạn. Xin đừng vội nghĩ cuốn sách này chỉ dành riêng cho trẻ em đang còn ở độ tuổi chọc phá. Cuốn sách này dành cho tất cả chúng ta, những người có tuổi thơ như chính tác giả đã khẳng định sau cuốn sách. Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em. Quyển sách gồm 215 trang, gồm 12 chương. Mỗi một chương là những kỷ niệm đẹp đẽ được tác giả thực hiện rất tinh tế. Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay quanh bốn đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủng, con Tí Súng, thằng Hải Co và thằng Cu Mùi. Trong đó, người kể chuyện là Cu Mùi, dưới hình thức kể chuyện là Cu Mùi lúc bé và những xét đánh giá của ông Mùi khi đã gần 50 tuổi. Song song đó là sự xuất hiện của các bậc phụ huynh và những câu chuyện dở khóc dở cười khiến chúng ta sống lại tuổi thơ tươi đẹp. Chẳng hạn, khi đọc xong chương 1, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ thấy chính mình trong đó. Bởi tuổi thơ, ai mà chưa từng trải qua những lần ngủ dậy trễ, mất hàng giờ để thu gom đống sách vở nằm run rẩy trong nhà. Ngoài tiếng cười còn xen lẫn nước mắt, Nguyễn Nhật Ánh đã viết một câu chuyện nhỏ nhưng vô cùng cảm động về việc Cu Mùi, Tủng, Tí Súng, Hải Cò đã nhận nuôi những chú chó con đi lạc, nhịn ăn nhịn mặc để chăm sóc cho chúng, lại còn mất quả kỳ công làm huấn luyện viên. Sau đó, những chú chó con dần biến mất một cách bí ẩn, cùng với việc bốn đứa trẻ nhận ra những chú chó ấy đã trở thành miếng mồi ngon béo bở trên bàn nhậu của các bậc phụ huynh. Niềm tin vụn vỡ khi những người bạn thân bị giết hại. Có lẽ những hình ảnh không vui này sẽ theo những đứa trẻ suốt đời. Thay vì là một kỷ niệm đẹp thì nó lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trong toàn bộ câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh cho ta những cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, nhưng quan trọng nhất là cho ta được quay về thế giới vui tươi hồn nhiên tinh nghịch để rồi chợt trống tỉnh với những chiếc núi không nguôi. Tôi nhớ những trò chơi dân gian mà tôi cùng nhau chơi với đám bạn trong cái xóm nghèo. Bây giờ nó đã không còn nữa. Bây giờ nó đã được thay thế thành những trò chơi trên máy tính điện tử bởi cuộc sống vốn nhiều hối hả lo toan. Nếu lỡ ai có quên mất tuổi thơ của mình rồi thì hãy đọc quyển sách này, vì đôi khi trong quyển sách này bạn sẽ tìm lại chính mình. Bạn sẽ là chính mình trong những lần không ngoan ngoãn, những lần làm cho chính ba mẹ của các bạn phải buồn. Cũng những hình ảnh này nó đã tạo nên những sự thay đổi, những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Đây quả thật là một cuốn sách hay, ý nghĩa và nhân văn, đúng như tên gọi của nó. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Đây thật sự là một tấm vé, là cơ hội cho chúng ta. Ai từng là trẻ thơ thì cũng được một lần nữa trở về quá khứ, trở về thế giới vui tươi hồn nhiên tinh nghịch. Trước khi bạn đủ lớn và mong mau trở lại thì hãy cùng nhau đọc quyển sách này nhé. Sách là sản phẩm sáng tạo bằng trí tuệ và tâm hồn của con người, là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách của con người. Đọc sách giúp chúng ta mở rộng tri thức, hiểu biết trên mọi lĩnh vực. Mạnh mẽ của công nghệ thông tin nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là văn hóa đọc của giới trẻ, đáng để cho chúng ta suy ngẫm.
Giới trẻ hiện nay thờ ơ với việc đọc sách, một số ít lựa chọn sách đen để đọc, tiêm vào trong đầu những tư tưởng không lành mạnh, một số ít đọc theo phong trào. Nhiều người cho rằng đọc sách thời đại này là lạc hậu vì thời đại công nghệ thông tin phát triển nên mạng đọc nhanh và dễ dàng hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa hình thành thói quen đọc sách, do lạm dụng công nghệ thông tin quá mức, do sự nhộn nhịp của quán xá, các trò chơi điện tử lôi cuốn giới trẻ không có thời gian đọc sách.